đây cái kỳ lễ thường kỳ vừa rồi ngày 1 Tết, chúng tôi cũng thay mặt Ban Hội trì Tam Bảo Chùa Liên Hoa, trước nhất là cảm ơn tất cả quý anh chị em đã đến tham dự, và nhất là anh em quân đội đã đến mặc quân phục và làm lễ thường kỳ trong cái bầu không khí rất trang nghiêm và rất là trang trọng, rất là ngậm ngùi, để chúng ta nhớ đến quê nhà, nhớ những ngày tháng cũ. Và bây giờ chúng tôi xin cảm ơn, xin mời chị chị Kim Châu ngỏ lời kêu gọi và cảm ơn tất cả những người mạnh thường quân đã hỗ trợ chùa Liên Hoa chúng ta từ bao lâu nay, và nhất là trong năm nay họ hỗ trợ càng mãnh liệt hơn nữa. Xin mời chị Kim Châu. Dạ, theo lời của chú Trần Hiến thì theo sự làm việc thì Kim Châu là một Phật tử, thì vào dịp cái mùa xuân như vậy á thì có rất là nhiều chùa tổ chức, nhưng mà chia nhau cái thời gian nó ngắn với nhau như vậy. Thì bây giờ đến cái chùa Liên Hoa thì một Phật tử thì phải, khi mà những cái nơi nào có vấn đề Phật sự thì chúng tôi đều đến để mà giúp đỡ. Trước thì giao duyên với Phật, sau thì cũng cùng nhau với các đạo hữu để mà tìm đường tu học. Thì trong vấn đề chùa Liên Hoa thì trong công việc mà Kim Châu nhận cái công việc làm ở trong chùa, thì trong này có những mạnh thường quân mà đã ưu ái thương yêu chùa Liên Hoa trong thời gian qua. Thì Kim Châu xin thay mặt chùa để cảm ơn những mạnh thường quân đó. Thì Kim Châu xin đạp với mạnh thường quân hệ thống Sài Gòn Network, đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại 57.3, đài truyền hình Van TV Houston 55.2, báo Công An, báo Ngày Nay, báo Việt Nam Mới, báo Xây Dựng, KT Printing, nhà in Ecopress, công ty Lee An Dương LLC, Direct Furniture, Upline Lãng Nguyễn, công ty Creekland Investment in Company, Vitex Realty, Elegant Flower Beauty Concept, hệ thống nhà hàng Kim Sơn, tiệm vàng Minh Trí, tiệm vàng Kim Châu, tiệm vàng Lê Chung, tiệm vàng Ngọc Trâm, tiệm vàng Phước Tài, ông bà Đặng Xuân Ngô, Johnny Đặng Jewelry, nha sĩ La Minh Thức, La Minh Tự, nha sĩ Hợp Nguyễn, Nancy Bùi, Able Dentist, nha sĩ Bùi Hoa, nha sĩ Bùi Xuân Định, bác sĩ Lê Huy Minh, bác sĩ Đặng Phụng Hầu, Hậu, Mạnh Xuân Thái, Farmer Insurance, Lee Insurance, Đức Đoàn Insurance, Hoàng Vũ CPA, Trung tâm Dịch vụ Việt Nam, Thuận Kiều Cơm Tấm, Phở Sài Gòn, ông bà Đỗ Điện và Mỹ Lệ, ông bà Nguyễn Công Uẩn, gia đình Đặng Tấn Tạo, gia đình anh Bãi Lan, hệ thống chợ Việt Hoa, Sun Wholesale, chợ Mỹ Hoa, bà Lý Thái Saint-Tropez, cô Liên Quỳnh, cộng đồng Houston, Sơn Vũ Sterling, Miss Cow Toyota, văn phòng luật sư Ngô Quốc Lăng, tổ hợp luật sư Phạm và Associate, tổ hợp luật sư Tammy Trần, Nam Võ OYO Space, Nhung Võ Bích Nga Hair Salon, Giang Tô Muối Texas Auto Repair, Tiểu Muội Repair Restaurant, ông bà Lê Bá Hoàng, gia đình Tôn Thất Chi, ông bà Trần Lâm, Hồng Kông City Mall, ông Phạm Công, bà Bùi Thủy, Cẩm Phi Salon, Lee Rival Sandwich and Coffee, Ngô Foundation, Able Auto Repair, TNT Expert Auto Service. Bây giờ có thêm Mama. Dạ, ok, có thêm Mama Supermarket, nhà Hoàng Vĩnh Phước, nhà Hoàng Vĩnh Cửu,
chú Lê Nẫm có tiệm Beauty Express, phở vàng, Đức Yuri, dạ, và còn thêm những mạnh thường quân bảo trợ. Nhưng mà bây giờ tạm thời Kim Châu chưa có cập nhật đầy đủ, thì xin sẽ cập nhật trong kỳ tới và cảm ơn tiếp. Dạ. Và chúng tôi cũng xin tiếp lời chị Kim Châu. Chúng tôi cũng đang chờ đợi rất là nhiều những gì mạnh thường quân bảo trợ tiếp tục, bởi vì chương trình nó cũng còn tới 2 tuần lễ nữa. Chúng tôi sẽ còn lên đài kêu gọi thêm một lần nữa. Thành ra chúng tôi vẫn mong rằng kỳ tới chúng tôi sẽ có thêm một số anh chị em, những cái mà thương mại sẽ bảo trợ thêm cho cái chương trình hội chợ xuân của chùa Liên Hoa. Rồi rất mong sẽ được đón nhận quý vị qua cái số điện thoại của tôi, cư sĩ Trần Hiến là 713-832-330-8882, và của chị Kim Châu, chị đọc. Dạ, thưa, cái cellphone của Kim Châu là 832-607-8336, 832-607-8336. Xin quý vị hãy gọi về cho Kim Châu và Kim Châu cập nhật tiếp. Dạ. Dạ, xin quý vị đừng quên rằng chị Kim Châu là một cái gương mặt mà quý vị thấy thường xuyên giúp tất đỡ tất cả các chùa, là một trong những nhà mạnh thường quân hay làm những cái việc mà phát bồ đề tâm để giúp tam bảo gây dựng. Nơi nào có chuyện gây dựng chùa là có hiện sự hiện diện của anh chị Kim Châu Lê Cảnh Hải. Vì vậy chúng tôi rất là trân quý những người mà có tấm lòng vàng để nghĩ đến tam bảo. Vậy thì mong rằng quý vị chỉ là phó trưởng ban tổ chức của chúng tôi trong vấn đề gây quỹ, thành ra mong rằng quý vị nếu mà có thương chùa và muốn đóng góp tài chánh tịnh tài cũng như là phần nào thì xin hãy mời đến chùa Liên Hoa, hoặc là qua gọi điện thoại qua chị Kim Châu hoặc chúng tôi để mà ghi nhận cái sự phát tâm bồ đề của quý vị, hoặc là một cái banner là 300 đồng để quý vị có thể cho giúp đỡ. Hãy liên lạc với ban tổ chức chúng tôi qua cái điện thoại cư sĩ Trần Hiến 713-832 đọc 832-330-8882 và của chị Kim Châu. Dạ, 832-607 8336. Và đặc biệt là quý vị sẽ thấy rằng cái chương trình văn nghệ của chúng tôi rất là nồng hậu, với ca sĩ Thanh Thủy, Thanh Tuyền, Phương Hồng Ngọc, Tiểu Phụng, Bảo Ly, Bích Tuyền, và rất là nhiều nữa, Nguyên Lê, Vương Phụng Sương, Vương Phụng Sơn, Kim Thảo, Trần Lai, Lê Thanh Liêm, và có em bé Tu Anh, An Nguyên, Mai Hoa, Trọng Hải, Lưu Đức Long, Hoàng Phong, và với hai ban nhạc, với Thiên Thanh, với hai ban nhạc The Beat và Võ Đức Phương, và với có Thanh Toàn làm MC và giúp chúng tôi trong những cái ngày lễ lạc. Và chắc chắn rằng với cái MC Thanh Toàn lưu loát và vui vẻ, là từng đã giúp giáo hội từ trong nước, là những điều chưa ai biết của Thanh Toàn sẽ có đem lại cho nhiều gì lợi lạc, và có thể Thanh Toàn sẽ mang ta một cái video clip từ ở trong nước nói về cái cảnh mà quay thương phế binh mà thầy không tánh là tặng quà. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cũng một cái dịp để mỗi vị có thể thấy được những hình ảnh đẹp mà của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã giúp thương phế binh trong những ngày tháng qua. Và rất là mong quý vị sẽ đến giúp đỡ chúng tôi, và đặc biệt là quý vị sẽ mua vé số, mỗi một số có 5 đồng thôi, để trúng một chiếc xe Camry và sẽ sổ ngay tại khuôn viên chùa đó trong ngày chiều Chủ nhật vào lúc 6 giờ. Và có 3 lô hạng nhất là một TV 50 inch do anh Nguyễn Lãng, do Direct Furniture để mà tặng. Và lô hạng nhì là một cái iPad do được Sư Lân. Và lô hạng ba, một cái Dell laptop do bên anh Cương, anh Nguyễn. Và cái xe lô độc đắc thì gồm có chúng tôi, một số anh chị em bảo trợ, trong đó có chị Kim Châu, chúng tôi gia đình cư sĩ Trần Hiến, và Điện Mỹ Lệ, và có một số anh chị em nữa, chị Kim Châu. Thì quý vị hãy đến để mà giúp đỡ chúng tôi bằng cách là trúng một chiếc xe và lái đem về. Và chiếc xe trong nay mai sẽ được để trong cái chợ Hồng Kông 4, để quý vị có thể tới đó mà thấy được chiếc xe mà trúng mà chỉ có 5 đồng. Quý vị có thể ngày Tết, ngày xuân vừa được xem, vừa được chơi, vừa được vui, và cho con em vui thỏa thuê trong ngày đó. Và chúng tôi cũng được biết là ban tổ chức có một người cho 600 con mấy con nhồi bông để mà cho các em nhỏ để vui chơi. Vậy thì hãy đến với các em, hoặc là chơi những trò chơi để trúng những con nhồi bông, hoặc có thể được tặng
một cách là vui vẻ để cho các em có một niềm vui trong những ngày cuối xuân này. Thành ra rất là mong quý vị hãy đến. Và bây giờ thì chúng ta còn một số giờ, chắc là còn đủ giờ để mà chúng ta tiếp tục. Thì quý vị, chúng tôi xin chỉ hướng dẫn quý vị là những cái đường đi nước bước. Khi quý vị muốn đến chùa Liên Hoa, quý vị từ xa tới mà không biết, thì hãy lấy dùng cái điểm chuẩn đó là chợ Hồng Kông 4, hướng về phía Highway 6. Quý vị đi trên trên đường trục lộ Bel Air, đi về phía Highway 6, quý vị qua khỏi chợ Mỹ Hoa, quý vị sẽ thấy qua khỏi cái đường Elridge, rồi quý vị tới một cái đường thứ nhì là đường Metro, và đường thứ ba là đường Howell Sutherland. Quý vị quẹo phải, quý vị thấy ngọn cờ vàng ba sọc đỏ tung bay với năm cột cờ với năm màu cờ. Quý vị sẽ thấy rằng là một chùa Liên Hoa, mặc dầu chưa hình thành nhưng mà ngày hôm đó chắc chắn quý vị sẽ thấy một cái liều to, thật to. Ở trong đó hội chợ đình đám đang tưng bừng chờ đón quý vị. Xin hãy đến với chùa Liên Hoa để thấy cái không khí ngoài xuân thật sự ở trên quê người, nhưng mà không kém phần thú vị và vui tươi mang màu sắc của ngày xuân. Và bây giờ chúng con xin thỉnh thầy có đôi lời. Rất trông mong chư vị đồng hương đã gắn bó và giúp đỡ hết lòng, hỗ trợ hết lòng đối với cái ngôi chùa Liên Hoa được thành lập rất là trễ. Tuy nhiên ngôi chùa ra đời nó mang một cái sứ mệnh của một cơ sở tôn giáo, và đồng thời cái hướng phục vụ rất là rõ ràng, đó là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo thuộc văn phòng 2 Viện Hóa Đạo đã và đang các vị giúp đỡ. Thì trong cái hội chợ mừng xuân sắp tới đây, mong rằng các vị quan tâm để dành thời giờ đưa mình và đưa gia đình tới, cũng đặc biệt được nhắc lại rất là trân quý và mời chư tôn đức tăng ni, chư vị đại diện các tôn giáo, hội đồng liên tôn, chư vị dân cử, chính quyền, chư vị đại diện các đoàn thể, tổ chức, các cơ quan truyền thông, các mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, các vị thân hào nhân sĩ, đồng hương và Phật tử đến để chung vui ngày Tết sau cùng trong cái tháng Tết đối với chùa Liên Hoa. Và rất trông mong được gặp và được đón chư vị trên mảnh đất của chùa Liên Hoa. Dạ, xin quý vị đừng có quên là chùa Liên Hoa làm 2 ngày xuân, và chúng tôi sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, sẽ có búa lần, múa lân để cho các em vui chơi và có đốt pháo, và sẽ có cắt băng khai và cái khu hội chợ chùa Liên Hoa với thành phần ban tổ chức rất là hùng hậu, và với cái sự tham dự của tất cả đông đảo của về phía hội đồng liên tôn cũng như về phía chánh quyền và cũng như tất cả các hội đoàn. Chúng tôi lần nữa kêu gọi và kính mời mọc tất cả quý vị trong cái tình ngày xuân đại đầy đạo vị của chùa. Và không có quên rằng quý vị hãy tới để mà nghe được thêm 2 vị MC nữ của chùa Liên Hoa. Họ là những nữ lưu nhưng mà bắt đầu để làm MC cho chùa Liên Hoa. Hãy đến để thưởng thức. Và bây giờ xin chị kêu gọi tiếp tục. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi rời làng sóng thì Kim Châu cũng thành tâm thành ý kêu gọi đến tất cả quý đồng hương, quý Phật tử, hãy trong cái dịp xuân như vậy mình hãy hưởng cho trọn cái mùa xuân và đem con em của mình đến để mà vui xuân, để gieo duyên với Phật, và tập cho những em nhỏ đó học những cái bài kinh kệ. Và Kim Châu cũng có một chút là bây giờ có một số em trẻ đó phát tâm Bồ Đề và nhận những cái vé mà đi ra để bán ở ngoài trong cái vùng phụ cận như vậy á, thì xin quý vị hãy thương mến để cho quý em được vui vẻ và làm việc Phật sự, để mà khuyến khích các em, vì đây là những cái mầm non mà tiếp tục để phục vụ cho Tam Bảo. Thì Kim Châu xin thay mặt để cảm ơn quý vị và chúc một năm mới quý vị được sống trong sự yêu thương và trong hòa bình, được an khang và thịnh vượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi biết là chúng tôi chỉ còn có một phút ngắn ngủi thôi. Thật ra chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý Phật tử xa gần hãy đến với hội chợ xuân của chùa Liên Hoa. Và xin nhất là cảm ơn đài Ven TV đã làm cái live show, làm cái telethon để tất cả quý vị ở xa cũng có thể chuyển bằng cho để mà giúp cho chùa Liên Hoa gây quỹ
bằng cách là chuyển tiền hay là những cái sự đóng góp của quý vị từ nơi xa. Và một lần nữa xin cảm ơn đài anh chị Vũ Ban và chị Bích Ngọc, đài Ven TV đã hỗ trợ chùa Liên Hoa trong cái sự phát tâm cúng dường 100% miễn phí để giúp cho chùa Liên Hoa có một cái sớm có cơ sở hình thành. Thay mặt ban hộ trì Tam Bảo chùa Liên Hoa xin tán thán công đức của nhị vị và tất cả anh em chùa nhân viên của đài Ven ngày hôm đó sẽ có mặt trong 2 ngày liên tục. Và nhất là bây giờ một lần nữa chúng tôi xin nhân mượn làn sóng này xin cảm ơn tất cả những vị đã mạnh thường quân đã giúp đỡ chùa Liên Hoa trong cái hội chợ Tết ngày xuân tới này. Và trước thềm năm mới kính chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, sở cầu như nguyện và vạn sự cát tường, riêng sức khỏe dồi dào và thân tâm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.